Vâng, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội và vừa bàn giao cho anh Hải. Đây là ngôi nhà của anh nhé. Thì tôi có bàn giao cho anh một chiếc sập Ngũ Phúc. Trên tầng kia, đây toàn cảnh ngôi nhà anh và chiếc xe chúng tôi vừa lắp xong thì tôi có vào quay giới thiệu quý vị. Đây là anh chủ nhà nhé, anh Hải. Đây là xã Phú Sơn nhỉ? Phú Sơn. Xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Nào, đến rồi, đi con vào đi. Vào nữa thì à? Vâng. Không, tất cả làm hở hết đấy chú. Mai kia là nó ngót rồi thì là mình lại gõ vào. Nhưng mà chỗ này là sau nó hở thế này nó không bịt, nó không ấy, nó kín đi. Thì cái đấy chỉ là lắp không, mà mai kia mình còn dồn nữa mà chú. Dồn nữa? Có. Mai kia cái tấm ván to nó ngót thì mình dồn thì nó lại, cái kia nó kín rồi đấy, nó lại bé nhỉ. Nhìn sáng hơn, đỏ. Sáng hơn. Đi xuống làm nơi. Đâu, mình ở đây là...